con có nhớ khi đó có gì ở trên TV hay là báo không? Có, trên báo buổi sáng hôm ấy có đăng tin về anh hùng Nelson Mandela. Phóng thích anh hùng Mandela của Nam Phi. Phó Tổng thống Kurt đã mở cuộc họp báo khẩn ngay trong ngày hôm đó để thông báo rằng Mandela đã được trả tự do, bãi bỏ thi tuyển đại học trên toàn quốc vào 3 giờ chiều, tức là 10 giờ đêm ngày 11 tháng 2 theo giờ của Hàn Quốc. Mẹ con nói rằng con là một người rất hạnh phúc vì con có thể ghi nhớ và lưu giữ mãi những ký ức vui vẻ. Nhưng mà con nghĩ là mẹ con đã sai rồi, vì con không chỉ nhớ mỗi ký ức tốt đẹp không thôi. Dạ, dạ, dạ rồi. Anh vất vả rồi. Sao cậu lại là người buồn chứ? Người vất vả làm chương trình tin tức là tôi kia mà. Hôm nay anh thật sự rất ngầu đó. Tuyệt vời. Tôi rất nể anh đó. Cậu đùa với tôi đó hả? Không phải vậy, tôi bị điên sao? Không phải là chuyện đó. Là gì? Chuyện chủ tịch Ô lần này không phỏng vấn được à? Làm sao anh biết được? Rõ ràng quá mà. Trung tâm thương mại của ông ta bị cháy. Ông ta còn lên truyền hình để khoe khoang được sao? Vậy mới nói đó. Giờ phải làm sao với vấn đề này đây? Với tình hình này thì trước tiên phải im lặng, chờ thông báo chính xác chứ làm sao nữa. À, vậy chúng ta phải làm thế nào hả? Trong sáng ngày mai phải có câu trả lời chính xác, rồi viết tin về khách mời ngay, có biết chưa hả? Khách mời tuần sau nè. Tư liệu khách mời nửa đầu năm 2020. Khách mời tuần sau là Do Ha-jin à? À, anh biết Do Ha-jin là ai không? Quảng bá phim mà sao, cứ tới chương trình tin tức làm gì chứ? Không đổi được khách mời có phải không? Đương nhiên rồi, cục trưởng mời đó. Một tháng một lần, có chương trình nhẹ nhàng. Sao cậu nói mà cậu lại tư tán như vậy chứ? Chuyện này làm cậu thích thú lắm sao? Không phải, làm gì có chứ. Về rồi hả? Sao bày bừa như chỗ của lợn vậy chứ? Cậu mua chút đồ ăn để ở nhà đi, chỗ này tôi mua cho cậu nè. Vừa ăn vừa dọn dẹp đi có được không? Ê, tôi biết rồi, tôi dọn liền, ông già lắm lời. Sao suốt ngày cậu không về nhà của mình mà cứ đến nhà tôi như vậy hả? Bỏ không cái nhà chỉ đi 5 phút là tới bệnh viện, rồi chạy qua căn nhà mất 40 phút chạy xe, cậu không thấy lạ lùng lắm hay sao chứ? Nè, tôi là có việc mới tới mà. Cậu có việc gì hả? Nè, hôm nay cậu có lịch hẹn ở bệnh viện mà cho tôi leo cây, nên tối nay tôi sẽ ngủ ở đây để ngày mai lôi cậu tới bệnh viện. Hôm nay có lịch hẹn à? Tôi quên mất luôn đó. Quên sao? Chà, cả đời tôi đây, đây là câu nói buồn cười nhưng mà tôi từng nghe đó, Lee Chung Hun mà lại quên. Đúng là buồn cười thiệt. Từ đầu tôi có nói với cậu là tôi sẽ chấp nhận trị liệu đâu chứ. Là bác sĩ tự ý đặt lịch hẹn còn nói gì nữa. Lúc cậu nhận trị liệu của ba tôi thì đi thăm khám một cách đều đặn như vậy. Bây giờ bác sĩ là tôi thì lại phân biệt đối xử làm sao đây? Đáng để phân biệt đối xử mà. Ba cậu xuất thân là giáo sư của trường đại học nổi tiếng, còn cậu chỉ là viện trưởng của một bệnh viện nhỏ thôi mà, không phải sao? Nè, dù sao thì bệnh viện của tôi cũng là bệnh viện to nhất khu đó đó. Tôi không đi. Cậu nghe tôi nói đi. Ngày mai tôi sẽ kéo cậu ra khỏi nhà, nên cậu cứ biết vậy đi. Những thứ ở trong đầu tôi, cho dù có gì xảy ra đi nữa, sau này cũng sẽ không biến mất đâu. Vì vậy tôi không muốn đến bệnh viện để kiểm tra những thứ đó đâu. 25 năm thì bây giờ dừng lại cũng được rồi. Mới đó mà đã 25 năm rồi. Chúng ta đã già rồi. Thật khủng khiếp mà ha. Để đã, cậu có biết Do Ha-jin không? Ha-jin đó hả? Cậu có liên quan gì sao? Tôi tưởng là hai người quen nhau chứ. Cô ta chính là khách mời của tuần sau đó. Nghe nói SNS của cô ta khá ồn ào nên vào xem thử thì thấy cô ta đang theo dõi cậu. À, vậy sao? Sao tôi lại không biết? Tại tôi nhiều người theo dõi lắm, tôi nổi tiếng lắm đó. Không nói nổi với cậu nữa rồi. Trước khi tôi đuổi cậu ra khỏi đây thì dọn dẹp ngay đi. Ê, trời ơi. Do Ha-jin. Nè Do Ha-jin. Do Ha-jin. Bây giờ không phải lúc để ngủ đâu. Thức dậy nhanh, ngồi dậy ngay cho em. Chị đã nói rồi đừng gọi vậy mà. Chị nhiều tuổi hơn em đó. Chuyện đó không là gì hết đâu. Điện thoại trao mãi đây nè. Lại có scandal hẹn hò nữa hả? Phải, đoán đúng rồi đó. Với ai vậy? Với ai hả? Chị nghĩ là có thể với ai được chứ?
Là Vô Minh hay là anh Quang Chiên vậy hả? Chị biết rõ đó. Nhưng mà lần này anh Quang Chiên cũng được đó. Không phải thật đâu. Lần này cả Du Chu Minh và Sơ Quang Chiên. Em nói gì chứ? Do Hai Chiên bắt cá hai tay, Sơ Quang Chiên và Chu Du Minh làm sao đây? Bắt cá hai tay? Em vẫn chưa ăn trưa có phải không? Ừ, không sao đâu. Mình phải về kịp giờ tập, vì không có nhiều thời gian nữa. Ê, đã đến tận đây rồi thì phải ăn rồi mới về chứ. Lần quay phim trước ở đây, anh phát hiện một quán gỏi cá rất ngon. Chỉ cần báo quản lý bận việc rồi về muộn là được. Không cần như vậy đâu mà. Ta còn nhiều cơ hội lắm. Được rồi, vậy hôm nay chỉ lái xe đi dạo thôi. Ừ. Sau này nếu rảnh thì cùng nhau đi ăn đó. Đồng ý. Được rồi, bây giờ xuất phát thôi. Wow, lâu rồi mới ra ngoài, thời tiết đẹp thật đã đó. Đã bao lâu rồi chúng ta mới được gặp nhau như vậy chứ? Quán gỏi cá lúc nãy anh nói đến đó, sau này nhất định phải đến đó bằng được, xem ngon đến mức nào. Tiếc quá, sau này phải đi mới được hả? Bầu không khí ở đó tuyệt vời nhất lắm. Nhất định sẽ đi, uống cà phê cùng nhau, sao lại nổ ra tin hẹn hò được chứ? Uống cà phê với nhau không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ hai người đi đến tận Ganeung chỉ để uống cà phê cùng với nhau thôi. Chỉ là nghỉ một ngày để gặp bạn bè thôi, sao lại để nổ ra tin hẹn hò vậy chứ? Chỉ đi một vòng Hay An rồi về luôn thôi mà, còn không xuống xe lần nào. Ôi, nếu biết trước bị chụp lén thì cứ ăn gỏi cá rồi về còn tốt hơn không? Chỉ có ăn là giỏi thôi. Mặt chị to quá có phải không? Mỗi Vô Minh là nhìn ăn ảnh thôi. Vậy là sau khi đi Hay An về thì chị gặp luôn Sơ Quan Chin hả? Ừ, chị hẹn danh Quan Chin từ tuần trước rồi mà, Vô Minh nó tình cờ gặp thôi. Ừ, rồi hai người ở cùng nhau tại nhà của Quan Chin sao? Làm sao chị lại ở nhà của anh Quan Chin chứ? Chỉ ăn tối rồi chào tạm biệt nhau thôi mà. Vậy tại sao lại bị chụp ảnh ở bãi xe ở nhà Quan Chin kia chứ? Hả? Có chỗ rồi. Tại vì chị đổ xe ở đó. Bởi vậy em mới hỏi chị tại sao lại đổ xe ở đó. Em cũng biết chị không có giỏi đổ xe mà. Hey, được rồi, bãi đổ xe ở nhà hàng chật chội lắm, vì đông khách nên là cũng không đậu xe giúp cho. Hơn nữa anh ấy nói là nhà hàng ngay sát bên nên là chị mới làm vậy chứ. Xoay vô lăng về bên trái. Hey, được rồi được rồi. Sao giờ anh mới tới? Em đổ xe được rồi hả? Anh còn định... Anh còn định là giúp em đổ xe nhưng mà... Anh sao giờ? Sợ bị chụp lén đó hả? Làm gì có. Em qua đây qua đây qua đây. Qua đây qua đây. Anh chỉ cẩn thận chút thôi. Trời ơi em thiệt tình, sao lại ăn mặc phong phanh vậy? Em không có lạnh mà. Không đâu, lạnh lắm. Em đội mũ lên đi. Lạnh lắm. Nè. Ơ, nè. Phải đội mũ lên mới được. Nóng mà. Trời ơi không đâu, đội mũ lên vậy mới phong cách nè. Nhưng mà em có đội mũ rồi mà. Ủa? Anh sẽ đội cùng em để tạo điểm nhấn. Điểm nhấn gì chứ? Nếu vậy anh không đi ăn nữa đâu. Sao vậy? Em biết rồi mà. Ê nè, được rồi, hỏi lên, bỏ lên. Đội lên đi.